Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là loa ngoài của Samsung Galaxy A33. Nó nằm tách biệt ra khỏi bảng main của máy và nằm ở phía cuối đuôi máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài, loa nghe nhạc trên Samsung Galaxy A33 lỗi, hỏng, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc lúc không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu loa của Samsung Galaxy A33 đã lỗi, hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy A33 nói chung và phần loa ngoài loa nghe nhạc trên Samsung Galaxy A33 nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD chúng tôi ship loa ngoài Samsung Galaxy A33 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn dịch vụ thay mới loa ngoài, sửa lỗi hỏng loa ngoài trên Samsung Galaxy A33, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video để di động cao cấp.vn.